trở lại với chuyện của sau Kasim Hoàng Vũ. Chàng ca sĩ lúc nào cũng đầy năng lượng, lần đầu chia sẻ về những cảm xúc mới khi đã trở thành người cha. Khi có một nhóc của mình thì sướng lắm, rất là đã, được suốt ngày ôm, được suốt ngày được nó nhõng nhẽo. Và trên cuộc phiêu lưu mới cùng âm nhạc, vẫn không bao giờ vắng bóng người mẹ đặc biệt của mình. Hồi xưa Sim cũng vất vả với má, bây giờ má cũng phụ lại Sim. Nếu mà không nhận được những tin nhắn đó, không nhận được sự quan tâm đó thì mình thấy mình như bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn này. Hãy cùng nghe ca Sim nhớ lại những hồi ức được kể trong Chuyện của sau, được phát sóng lúc 20 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2019, chỉ có trên VTV9.